Chào anh em. Chào mừng anh em lại quay trở lại với video của tôi ngày hôm nay. Thì video này chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về một cái vấn đề rất là quan trọng. Đó chính là cái công cụ khi mà chúng ta đi công trình để chốt màu sắc của cái phần kính màu trang trí, kính màu bếp. Vấn đề thứ hai là khi chúng ta đi công trình để tư vấn màu để chốt ấy, tư vấn màu kính để chốt ấy, thì nếu như chúng ta chỉ quăng cho khách hàng một cái cuốn catalog như thế này, sau đó chúng ta nói là anh chị chọn đi, thì thực ra nó rất là nhạt nhẽo và nó không thể hiện cái đẳng cấp đi tư vấn công trình hoặc chào hàng. Chúng ta không có chiều sâu trong nghề, mà chúng ta phải biết thêm về phong thủy. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ thêm với anh em về cái cách để mà tư vấn màu sắc phù hợp với phong thủy cho từng mệnh của chủ nhà. Cái điều đầu tiên là một căn nhà khi mà xây lên thì cái phần bếp ấy, cái phần màu sắc của kính màu bếp ấy thì sẽ lấy chủ yếu là theo mệnh của người phụ nữ. Thì cái thứ hai nữa là chúng ta cần phải biết được là trong mộc thủy hỏa thổ thì nó sẽ phù hợp với những cái màu sắc nào, những cái nhóm màu nào để làm gì, những cái màu mà được lựa chọn nó phù hợp với cả cái mệnh phong thủy thì nó sẽ mang lại cái mang lại những cái sinh khí hơn cho cái căn bếp, nó sẽ mang lại những cái may mắn hơn cho ngôi nhà. Thì những cái điểm, những điều đó sẽ là những cái điểm mà chủ công trình đầu tư sẽ đánh giá chúng ta cao hơn và trân trọng một đối tác như chúng ta hơn. Điều đầu tiên là cái thứ nhất, chúng ta sẽ nói về vấn đề phong thủy, cái màu sắc lựa chọn phải phù hợp với mệnh phong thủy của từng chủ nhà. Và cái quan trọng là anh em phải biết là cái màu sắc của cái căn bếp, của cái phần kính màu bếp ấy, thì sẽ chọn mệnh của người phụ nữ. Đấy là đầu tiên. Cái thứ hai nữa là các cái mệnh kim mộc thủy hỏa thổ thì nó sẽ phù hợp với từng cái màu sắc khác nhau. Các lưu vào đây. Ví dụ như là mệnh mộc thì chúng ta phải tư vấn cho khách hàng là lựa chọn các cái gam màu giống như màu xanh lá, kiểu như màu xanh lá. Thì ở đây chúng ta sẽ có VP02 này, xanh nõn chuối, màu trung bình. VP20 xanh nõn chuối nhạt hơn. Và VP23 là xanh lá cây. VP11 là xanh lá cây đậm. Đó, đấy chính là những cái nhóm màu mà mệnh mộc sẽ phù hợp, mang lại may mắn hơn cho họ. Cái nhóm màu thứ hai là nhóm màu nhóm mệnh mệnh thủy. Mệnh thủy thì chúng ta sẽ phải tư vấn các cái nhóm màu như là VP15 xanh nước biển đậm, VP05 xanh nước biển xanh da trời, VP33 là ca mây xanh dương, xanh nước biển, VP31 hoặc VP28 là các cái màu xanh ngọc. Đấy là những cái màu sắc mà phù hợp với cả mệnh thủy. Tiếp theo là với mệnh kim thì chúng ta phải tư vấn màu nào. Mệnh kim thì chúng ta phải nói cho khách hàng biết là mệnh của họ phù hợp với các cái màu như VP35, VP30, các màu xám và các màu vàng nhạt như là VP26 hoặc là VP19. Đó là những cái màu mà phù hợp với cả mệnh kim. Tiếp theo là mệnh thổ. Mệnh thổ thì chúng ta phải tư vấn cho khách hàng là sẽ lựa khách hàng lên lựa chọn những cái màu như là màu vàng chanh kim sa VP07, màu vàng nghệ VP04, màu ca mây vàng kim VP17, các cái màu như là màu VP124 là màu cà phê, màu đất ấy, màu nâu. Đó, đấy là những cái một số cái màu sắc phù hợp với cả mệnh thổ. Tiếp theo cuối cùng đó là mệnh hỏa. Mệnh hỏa thì phải chọn màu nào, đặc biệt là mệnh hỏa nên chọn các màu như màu đỏ tươi, đỏ cờ như thế này VP10, hoặc là các cái màu đỏ đô kim sa như là VP08, VP27, các cái màu vân đồng giả cổ như này VPVN3 này, hoặc là các cái màu như là màu cà rốt, màu cam này. Đó, giống như vậy. Đấy, trên đó là những cái màu mà phù hợp với các cái mệnh của từng chủ nhà. Đây, anh em lưu ý nhé. Đầu tiên là mệnh được chọn phải là mệnh của người phụ nữ. Thứ hai là từng cái mệnh kim mộc thủy hỏa thổ nó sẽ có cái nhóm màu phù hợp. Ok chưa? Sang vấn đề tiếp theo là khi chúng ta đi công trình chào mẫu và chốt màu ấy, thì chúng ta phải mang theo, chúng ta phải lên chắc chắn chúng ta phải mang theo một cái catalog như thế này.
Trên catalog thì nó sẽ thể hiện tất cả những cái màu sắc đa dạng để khách hàng lựa chọn. Đấy. Nhưng nó sẽ có hai lựa chọn. Một là chúng ta dùng catalog của hãng, hãng sản xuất kính màu. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có Villa Pro này. Đấy. Nhưng chúng tôi qua tìm hiểu thì chúng tôi cảm nhận thấy là anh em nên có những cái thương hiệu riêng. Anh em nên có những cái hiện diện riêng về cái tên tuổi, cái thông tin của mình. Thì ở đây sẽ, ở đây chúng ta đã có những cái catalog sẵn như thế này. Chúng tôi đã chừa luôn cái phần tên tuổi ở đây. Ở dưới này sẽ không có này, và đằng sau này. Đấy, anh em hoàn toàn có thể là gửi cho chúng tôi. Anh em hoàn toàn có thể là gửi cái tên công ty của chúng ta. Ví dụ công ty nhôm kính An Phát, hoặc là công ty nhôm kính Việt Đức, hoặc là ABC gì đấy. Thì chúng tôi sẽ thiết kế lên cái phần này và chúng tôi sẽ đính vào đây cho anh em. Thì trên cái cuốn catalog này nó sẽ hiện diện thương hiệu và tên tuổi của anh em tốt hơn. Và cái phần đằng sau này sẽ là cái phần mà dành riêng cho cái phần thông tin và địa chỉ. Giống như vậy. Công ty, rồi website, rồi địa chỉ, rồi số điện thoại, thông tin liên hệ sẽ được in vào đây. Đó. Thì khi chúng ta mang theo một cái cuốn catalog mà hiện diện cái tên tuổi của mình, hiện diện cái tên thông tin công ty của mình, thì nó sẽ chất hơn. Và cái quan trọng hơn nữa là anh em sẽ cũng có rất nhiều các đối tác về đối tác nội thất, đối tác về quảng cáo, hoặc là rất nhiều các đối tác khác họ cần đến các cái cuốn catalog như vậy. Thì nếu như chúng ta gửi cái cuốn catalog của một tên tuổi thương hiệu công ty khác thì như vậy nó sẽ không mang theo những cái gì là của mình. Thế nên là anh em nên sở hữu những cái hiện diện thương hiệu trên cái catalog thể hiện sản phẩm của mình như vậy. Thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh em một cái kinh nghiệm về một cái kiến thức về tư vấn phong thủy phù hợp với từng mệnh của chủ nhà, và một cái công cụ mang theo cái sự hiện diện tên tuổi công ty của chúng ta. Cảm ơn mọi người đã xem video. Rất là mong cái video này sẽ giúp được cho anh em thêm kiến thức và thêm các cái giải pháp trong vấn đề kinh doanh, trong công việc. Cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào, hẹn gặp lại.